Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Màu bạc các anh chị, Toyota Innova số sàn 2020. Đây Huy thông tin sơ bộ cho anh chị. Sản phẩm này chủ xe mua tại Toyota Hùng Vương vào tháng 5 năm 2020. Và còn rất là mới đi được có 14-15.000 cây số thôi các chị. Cho nên là đây là một sản phẩm cực kỳ lướt, cực kỳ chất lượng luôn. Huy mời các chị cùng Huy mình xem chi tiết về sản phẩm. Đây các anh chị, đèn đó, rất là mới. Xe này thì bên Huy mới lái về, chưa có làm maru, chưa có vệ sinh, cho nên nó hơi dơ dơ tí xíu. Huy mời các anh chị mình đi một vòng quanh xe nha. Đó, đèn. Rồi đây, đèn cản. Đây, phần ga lăng, lưới cản, gầm. Huy quay cho anh chị xem. Đó, gầm nhún. Đây, đèn các anh chị. Với những cái sản phẩm mà lướt như thế này thì Huy chỉ quay sơ bộ để anh chị mình coi ha, về sản phẩm. Chứ còn xe thì bên Huy trước khi mà lái về, bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng, không lỗi thì bên Huy mới thu vô, cho nên anh chị yên tâm. Đó, vỏ anh chị nhìn xem. Đó, vỏ còn rất là dày. Đó, gầm nhún. Đây, anh chị xem ha, gầm. Đó, còn mới toanh các anh chị. Bên Huy về sẽ tiến hành rửa gầm, rửa gầm vệ sinh sạch sẽ lại. Đây, gương thì chỉnh điện. Ok rồi, nẹp tay nắm cửa. Xe này được chủ xe dán phim, che mưa, đầy đủ các anh chị. Đó, khe hở giữa các chi tiết, anh chị nhìn ha, nhìn cửa đây. Đó, màu sơn. Xe này thì chủ yếu bên Huy về sẽ tiến hành làm marukuri, làm đẹp lại thôi các anh chị. Đó, anh chị nhìn từ trước ra sau, màu sơn khá là đồng đều. Và hầu như là sản phẩm này theo Huy đánh giá thì nước sơn còn nguyên bản khá là nhiều các anh chị. Đó, mới có đi được 14-15.000 cây số thôi thì mọi thứ còn lung linh. Để Huy coi cây số chính xác của sản phẩm này là bao nhiêu. 14.884 cây số nha các anh chị. Đó. Rồi, mình sẽ xem về phần vỏ xe. Đây anh chị. Đó, vỏ còn rất là dày. Odo chuẩn nha anh chị nha. Đó, đối với cái vỏ này, vỏ nguyên bản theo xe. Gầm. Đó, anh chị đánh giá về chất lượng của sản phẩm, gầm bề anh chị nhìn thấy không? Đó. Vỏ xa cua chắc chắn rồi, chưa chạm đất. Xe này chủ xe có trang bị camera gie, rồi nẹp chống trầy ở trên cản, cảm biến gie ở cản sau. Đó, đèn anh chị thấy ha, rất là mới, khe hở với các chi tiết nè. Ok rồi, phần vỏ, vỏ sau bên phải đây. Đó, anh chị thấy ha, với những cái sản phẩm như thế này thì anh chị hoàn toàn yên tâm, vì xe vẫn còn bảo hành hãng tới 2023. Tới tháng 5 năm 2023 lận, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó, anh chị nhìn sơn, nhìn cái màu sơn đi. Xe nào màu bạc nha, cho nên là anh chị nào đang có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì liên hệ. Tại vô bên Huy đây là chiếc xe màu màu bạc. Còn bên cạnh đây là chiếc xe màu đồng bánh kim. Xe màu đồng bánh kim mới đi được 6.000 cây số thôi. Huy cũng đã có clip riêng cho sản phẩm này rồi. Đó, và xe này thì 14.000 cây số thì cả hai chiếc xe chất lượng đều rất là ok và đều full option hết, cho nên là anh chị nào đang thích cái màu nào thì liên hệ đến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy để xem thực tế về xe. Còn sản phẩm thì anh chị yên tâm, cam kết với anh chị về chất lượng, đảm bảo xe không bị đông đụng, không bị ngập nước bằng văn bản. Và về vấn đề bảo hành thì xe vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ. Cho nên anh chị yên tâm. Rồi tiếp theo thì Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy mình đi xem một vòng về phần nội thất bên trong và phần động cơ, để mình xem chất lượng của sản phẩm này như thế nào nha các anh chị. Đây, Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết về sản phẩm. Tappy cốp sau, keo trùng. Đó, anh chị nhìn ha, xe mới vừa lái về thôi, chưa có làm gì hết. Đó, nhưng mà tappy đẹp. Rồi đây, bu lon con tán. Ok các anh chị nha. Rồi, phần trần. Đó, anh chị thấy à, đã được bọc
trần rồi, anh chị mua những cái sản phẩm này về mình không cần phải làm thêm cái gì cả. Vì phụ kiện là chủ xe chơi full luôn các anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, nẹp ở dưới cản để tránh việc trầy xước, rồi quất thêm một cái tấm này nữa. Đó, để tránh việc trầy xước cái phần ốp dựa ở dưới các anh chị. Kỹ thêm một cái tấm để cái khay để đồ phía sau các anh chị, để nó tránh cái việc mà mình để những cái đồ mà đông lạnh các anh chị, nó sẽ nước nó sẽ chảy thì nó không bị chảy xuống dưới cái sàn này. Ở dưới sàn chủ xe đã lót sàn simili rồi luôn rồi nha. Đó. Ghế đã được bọc da nè. Đó, đồ nghề anh chị nhìn không, đầy đủ. Đó, những cái tấm pin này anh chị nhìn nè, đó, khá là đẹp. Này dơ dơ thôi, cái xe này thì ok, tình trạng xe thì chuẩn cho anh chị. Đó, mới hai dàn lạnh nha, mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa, cho nên là thằng này làm lạnh nhanh lắm các anh chị, và lạnh thì lạnh sâu, Innova nổi tiếng rồi, à, lạnh cực kỳ. Rồi tấp bi, đây tấp bi, đó anh chị xem, à, những vị trí này anh chị thấy nhìn rất là mượt luôn, 15.000, 14.000 cái số, à, chưa tới 15.000, 14.800 mấy các anh chị. Đó, đây, đó anh chị gắn hết luôn, option là dường như là full option luôn. Xe này chủ xe lên cái đầu Android luôn anh chị. Anh chị nào mà thích thích đầu Android, anh chị lấy cái sản phẩm này về. Đầu Android cũng tốn tiền lắm nha. Đó. Rồi, đây, mình soi cửa trước bên tài đây. Này, cửa trước bên tài. Đó, cũng ok. Dơ dơ bên Huy về vệ sinh sơ sơ lại. Làm Marukuri bên Huy kỹ lắm. Sơ sơ là do là xe này nó cũng khá là sạch rồi và mới nữa. Cho nên là nó rất là dễ vệ sinh. Đó, những cái nắp này bên Huy vệ sinh sạch sẽ hết các anh chị. Hay 2020 nha, sản xuất 2020. Đó. Rồi bàn đạp thắng, bàn đạp côn, đó, bàn đạp ga, mọi thứ. Đó, còn ok hết các anh chị. Ghế nè, anh chị nhìn ghế này nha. Đó, ghế da nha. Và căng này như thế này nè. Đó. Đó, xe trang bị 7 túi khí. À, có túi khí bên ghế bên hông, ghế tài bên tài. Rồi mình xem tiếp theo đây, mình xem phía chỗ khu vực cần số này. Đó, đây cần số thì soi cho anh chị xem, nhìn nha, nó không bị bóng nha. Xe này ô đô chuẩn, đúng chuẩn 14.000 cái số cho anh chị á. Đó, và đặc biệt là như Huy trao đổi cái đầu DVD Android này, Huy cho anh chị xem, nhìn rất là rõ và cái đầu lớn lắm anh chị, nhìn đã lắm. Ai Huy mở cái máy lên, quay về máy nha. Đó, rồi đầu đi đi anh coi, nó sẽ có rất nhiều những cái tính năng cái ứng dụng đó anh chị. Đó, mình có thể điều chỉnh âm lượng trên vô lăng luôn nha, chuyển bài trên này, điều khiển giọng nói và đàm thoại rảnh tay luôn. Và xe thì có những cái tính năng như AUX, kết nối Bluetooth nè, rồi truy cập mạng internet, nó là đầu DVD Android, nó có thể như nó như là một cái máy tính điện thoại di động thông minh các anh chị. Và nó có đầu ghi hình nữa anh chị, mình có thể là ghi hình những cái hành trình mà mình đi mình di chuyển, hoặc là cái camera hành trình đó các anh chị, nó sẽ tự động nó ghi nhận lại. Đó, nó đang ghi phía trước các anh chị, do cái cabo này Huy đang mở lên. Ok rồi, có dẫn đường luôn anh chị nha, có bản đồ dẫn đường luôn. Đó, nó sẽ chỉ hướng cho anh chị chạy. Đó, rồi ok, radio video rồi có hết, thì sơ bộ cho anh chị nắm, khi nào anh chị mà đến xem xe, anh chị mà mua thì Huy sẽ xem cùng anh chị, mình tìm hiểu xem sâu hơn về sản phẩm. Odo chuẩn cho anh chị đây, 14.885 cây số. Đó, anh chị nhìn mặt đồng hồ là anh chị biết rồi, sáng trưng luôn. Hệ thống điều hòa thì Huy đang để ở chế độ low này các anh chị, chế độ thấp nhất này, nhưng mà lạnh rất là buốt và lạnh sâu. Đó, thời tiết hiện tại là cũng đang ở ngoài nắng, nhưng mà ok, lạnh tốt. Xe vẫn còn bảo hành tới tháng 5 năm 2023, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm. Động cơ về thì bên Huy sẽ làm Marukuri, sẽ vệ sinh sạch sẽ lại. Đó, bình còn nguyên bản theo xe luôn đó chị. Đó, những vị trí như cụm ABS, heo thắng, đó,
bình dầu trợ lực, bu ly, những cái ống dầu. Đây, những cái dấu son này anh chị thấy không? Còn nguyên hết. Đó, xương, khung xương. Rồi, cabo, khung xương. Đó, bù lon, con tán, mọi thứ còn nguyên bản ok hết các anh chị. Động cơ thì nổ khá là êm. Đó, dây cơ roa. Đó, dắt điện. Đó, những cái bù lon. À, nói chung là nguyên bản hết các chị ha. Mới 14.885 cây số. Sản phẩm hàng này hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 638 triệu, xe full option, phụ kiện xịn sò, rất là đắt tiền. Với tình trạng xe đi khá là lướt, 14.885 cây số, biển số thành phố, chất lượng xe còn rất là đẹp. Cho nên anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sửa sản phẩm này. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho các chị những cái sản phẩm mới về tại công ty bên Huy để anh chị có thể tham khảo. Nếu cảm thấy sản phẩm hợp lý thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cả cũng như là về thủ tục để sửa sản phẩm này. Huy xin kết thúc video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.